Em này được. Em này được anh em. Con thứ tư. Em thứ tư nhá. Báo cá nhá. Hello, xin chào 500 anh em cân thủ nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hưng Hugo. Hôm nay mình đi câu lâm xê anh em nhé. Hôm nay chuyên lâm xê. Mình câu được sống này nước nó hơi chảy. Hôm nay trời nắng to anh em nhé. Quá. Ừ. Cần rắc cần. Em này có 38 tí này. Nãy ra vợt mới luôn anh em nhé. Hôm trước chuột chơi mất cái vợt, cái mặt vợt kia đây, giờ mới mua vợt mới này. Hôm nay ra vợt mới luôn anh em nhé. Đây, hy vọng là lên Hugo cho anh em xem đấy. Ra vợt mới luôn, vợt trước, vợt trước chuột gầm hỏng, nhưng bữa nay ra vợt mới luôn, khỏe luôn, khỏe luôn, ra hàng luôn. Cái đấy chút điểm cái kia nhưng mà nhẹ nhẹ đấy. Đẹp phải, chút chập vang đẹp phải.
đầu tiên. Mở vợt luôn. Mở bát, mở bát. Nhỏ đi. Đây, con chép đầu tiên. Đây anh em, được rồi, đi là được rồi. Một con đầu tiên chống mỏm anh em nhá. Ok. Rồng anh em. Thank you.
mới được một chép bằng bốn ngón tay á. Cá này nhỏ lắm. Đâu một lúc mà được à? Đâu anh? Đây là con gì ạ? Cá được là còn nói là từ giống đi công việc trước này chuyển trước cái gõ là mình bắn gõ đâu kia cô đai đấy là đồ cô đai mà mình đã rồi mình hay cô đai thôi còn đồ làm thế của này bắt từ bữa anh mày anh đầu bố cái vợ bố cái lưới bỏ cá rồi nó có được cá to nó có được cá lắm bắt tài nghe gì vậy. Tâm chưa bắt đầu cảm là bán này buổi trưa thì nắng chưa là bán chơi hay khách nặng thì chiều nó cảm nhưng mà đánh cho giá mới trong dân bơ các con nhiều mạnh lắm các con đi ăn mạnh ấy.
gì ạ? Đánh được gì ạ? Tấm gương ngồi đây kìa. Anh xa xa bơ nhé, đánh ra ngoài kia thì mày sửa đồ rồng. Đánh xa bơ là sửa đồ rồng. Thank you.
lên. To không? Nhỏ. Chẹp chút xíu. Chẹp nhỏ, chẹp nhỏ, chẹp nhỏ. Chẹp chút xíu. Chẹp với chẹp mini. Hay cái mồi khác bây giờ nó không khí khác đâu mà. Chẹp gì mà chẹp hôm nay chẹp nhỏ thế? Cái bằng ba bốn con tay đi còn chết. Thôi kiếm mấy con về khó khế cũng được. Con thứ hai anh em. Là chép thứ hai chép nhỏ. Chép nhỏ. Nhỏ lắm. Con chẹp vàng đẹp con ở về mò bể nuôi đẹp ạ. Đúng nồi à?
dân của nhớ mà. Mình tưởng là tái chép mẹ chép cái buồn đi nhỏ chút xíu gần nhỏ hơn chép đuôi à. Ừ, nhỏ hơn thầy nhiều, chép có 3-4 con tay rồi, nhưng mà kiếm thêm con nữa là về đủ có khế đấy. Chép sống à. Trời, bữa nay đúng quay rồi không đang quay đang bài này cả con nhiều quá con liên quan buổi sáng thầy câu sáng kia mình không lên con tắm nào à. Sáng tịch có to không? Thấy có chẹp mấy con hai con chẹp con nó chẹp to đâu á. Chẹp bảy tầm đường kỹ đâu. Ngon rồi. Năm con đúng không? Con chẹp không ha. Rồi nữa. Con chẹp cũng rồi mà hả nó được con chẹp rất lớn này. Ngon à. Chẹp không có vảy á, chẹp vàng nó tạo nó được con chẹp không ngon, nó ít vảy, lâu lâu nó có cái vảy, chẹp nó ăn được ngon, chẹp nó ngon được. Ngon được. Trời ơi, cá chứ chịu dưới à. Thế à? Trời ơi, cá gì cá gì đi tơi. Thế nào gì cá toàn như này đi cho bay đi. Mà lôi cần gớm. Nhìn kìa nó bay ra ngoài. Đồ lắm dịch vụ. Thột luôn. Cá nhỏ quá. Ba con nhưng ba con ba con chép này gọi là chép thương nhi anh em nhá. Cả nó chép thương nhi. Cũng được, ba con này có khế được rồi. Nhỏ nhỏ ấy vẫn kiếm 5 con bằng thầy là được. Thầy à? Vui. Nhỏ mình hơn không quá đấy. Tổng mỏm rồi mà.
Đúng người kiếm con nào luôn. Được 4 con mà 3 con bằng bằng ở tay. Được 1 con ăn được. Nước thì dưới đẹp rồi. Nước thì dưới là còn sóng, nước thì dưới đẹp rồi. Nhưng mà này chiều lành hơn rồi. Chiều nó ăn tẩy rồi. Đánh ra xa tí đây mày ạ. Để xa đi. Chiều này nó ăn tẩy rồi nhưng mà lên phơi đồ rông. Đừng ngắm đây. Đừng ngắm được nhiều mà đấy rồi tin là mà đóng quả, tin là đóng quả học phú là thu mạnh thu nhanh đừng để bám đáy, nó bơ lên lưới đấy chứ. Đánh du về tìm xuống này, đánh du cả, đấy đánh du hết, nếu cướp là toàn du bài cao mà. Mà du lên đỡ rẻ mà nó có 30.000 một cuộn 100 mét mà. Du Nobi thì nó đắt chứ du. Của leader rẻ không à? Nó rẻ cướp. Nó bên dưới vẫn được mấy con gì? Hai chị vẫn tương đó. Còn quay video nữa. Quay. Cần 5 nguyên, 5 con đúng không? 56. 5 con. Đấy cố gắng thêm 1-2 con nó bằng thêm anh. Số lượng nó vẫn bằng. Tổng lượng nhưng bằng cái số lượng bằng bên đây cái hà. Bên đây 4 con nó 3 con nhỏ nhỏ. Được con ăn được. Cần ở đây còn ít nước không? Cần mua cần này kiểu này này, đánh lên xe cần kiểu này cực khái mà rẻ. Tầm 3.000 năm rưỡi nhưng đi cần. Rẻ mà nặng tí nhưng mà đánh nhân bên. Đấy không mất đồng vô rồi mới nhập cái con. Đi câu không muốn không mất đồng hồ hả? Mày đi xin thôi. Bảo cá.
Bữa có 10 triệu bạc mà anh em liệt thế à? Tầm cỡ một tháng nữa là con cá ăn ra là tầm một tháng là ăn ngon hơn nữa. Ra 15 ngày là cá là khác rồi. Tầm một tháng nữa. Còn ngon hơn chứ ra sống mình gầy hơn. Bởi nhiều hơn. Đâu. Lên hàng bảo cá đi. Bạc bên đi ra con bạc ra cái chấm ăn luôn. Cua cả quay nữa đó. Ồ, rồi thì sắp ăn rồi, cả sắp ăn rồi. Máy bên lụt cái cỏ áo ra cho mấy con mà câu với con cá sống bên cái cỏ này. Cái câu bỏ cái cỏ nó còn cả 5-7 cân ở dưới mà nó đi ăn. Cái tên này này. Nó có cả 5-7 cân nhưng mà không đi ăn. Các con ăn cảnh em tao đi chưa chưa hái cái đường một chưa hái câu là ta chưa có cả 5-7 cân là còn nhưng mà nó không đi ăn nó ăn cốt. Con rô phi được khoảng 5-7 lượng ăn là ngon bạc ơi. Rô phi ăn cực ngon, rô phi thì là đa số là các rô phi sống. Rô phi này 5 lượng ăn ngon rồi. Đầu. Ba. Có cá nhá. Khoảng tầm cỡ khoảng 20 phút nữa về nấu ăn luôn. Ăn là phải ăn cá tươi chứ cá vào tù ăn tất chán thế mà nhỉ. Lấy bữa trước về được 3 con, được 1 tổng 2 chép về là bỏ cái bể là nuôi luôn. Ăn là bữa nay hết rồi vẫn đi câu. Bữa trước được 2 chép bằng con to to này á, loài đó ăn được. Về là cứ có khế hoặc là có thả cái rừng ăn nữa. Con tắm kia thì ăn một bữa không hết. Ôi bảo cá. Ôi mất tay bóng rồi. Ăn nổi lên rồi. Cắm không? Con gì á? Đúng rồi. Chắc là không, bóng rồi mà. Mất rồi. Nó ăn chung vô vặt là bóng.
anh không hề giúp luôn nhá, một phát luôn là đụng quát lại cầm là tung cái đánh cho vô là con đi khả năng lại bắt cắt tóc là khốn lắm, cắt tóc mà mình để không nói chuyện gì cả, mình để động lên nó cắn thế này, con chẹt thì nó ăn farm cái chẹt như này ăn tung cái này sạch vô rồi chặt khúc nhà đấy. Ăn phát cầm liền vẫn nhiều á, về làm cáo chưa uống rượu á, cá nhỏ lắm, cá con này này, cá con lọt lưới của bác ấy, cái đó cá phải bắt mắt tay thì nó mới mắc được. Bác có lẽ to xuống dưới luôn. Cái này câu này ăn luôn và cứ đẹp này. Ở dưới, đi dưới nhá, cho nó đi dưới nhá. Đấy, cái đây, câu này. Ơ, có một bom đang xe của ai kìa. Cho cái lưỡi nữa mà, nước mắt cả sáng này đây. Ơ, một trôi. Từ từ bác, đây câu rồi. Đúng rồi, cái lưỡi xanh nữa đúng rồi. Trôi, cái đỏ kìa. Ở cái đỏ mà không ăn câu kìa. Táo mặt. Nếu thì nước câu kéo vô đó mắc á. Wow. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn kéo vô đó mắc cả thứ đó. Bác đi về trong này thì lưới nằm về trong câu mà. Lưới mà nằm về trong câu này, nhìn câu này. Bác đi là treo lưới còn lại này, bác cúp lưới bé coi em phải thấy mồi. Đồ đẹp này. Tôi là ký, vô đó hai phát rồi, đúng không phải bốn phát rồi. À rồi đó. Đánh con bơ đấy, con này bơ chỉ tập được gì. Cái nào đánh đạp nhấc chân lên là cho đi luôn. Tôi ký rồi. Đó à, lưỡi đó à. Lưỡi đi bồ. Lưỡi đó nhưng mà cấu thì không. Đó à, lưỡi này nó cáo luôn à. À. Kéo vô đó à. À. Đó à, đây cái lưỡi luôn này. À, lưỡi cá, hồi sáng cá kéo quá à. Cố đọc chứa đùi đến mà mặt sạt bờ quá là cái mùa đây thì cá này cá nó đậm có đậm đuôi à bác, cá cá này đậm có đuôi à, nó buồn mồm nhưng mà tức cái mồm cái lưỡi như là lưỡi đằng sau nó cao lại mà bình thường mà cao lại cả mắt cái trống kéo đứt rồi, đánh đánh du đi, nước đánh du, đánh du chơi tiền tài, ba chấm bốn chấm năm chấm là ba chấm, thôi mình không ăn được thì bác ăn chứ lo gì rồi. Con này là do lăng xê kéo vô nên lưỡi bạc cái chỉnh chứ không phải là bắt cái đồ nó bắt người bạc quá rồi.
cái cục cái đường rộng lắm anh này. Tuổi là giống như cậu lười mua sẵn á. Bác treo nó cũng đi vào trống cái chân đi bằng này. Đi lưỡi nó cái trống mà. Xanh nó tiếp chưa? Đó. Hai con kéo vô đó là mắc hai cái lưỡi đó. Con sáng kéo hai con nó mắc hai lưỡi đó hả? Hai con mắc hai cái lưỡi đó à? Quái đỏ rồi. Quái vô đây mà mắc cái chi mà. Mà kéo được. Đỏ rồi. À, nếu mà dây du á là kéo cả lưới của bác lên luôn á. Là bắt được cá luôn đấy. Mà dây cước. Dây cước ăn đứt. Dây du đây là kéo được lưới vào đấy. Du nó bền. Nhìn cái lưới nó có vẻ cước được không hay là vui lên đấy. Một trôi một chép. Nước lại ngon, hay đang là nước lại ngon. Không là không có cá luôn. Còn nếu mà không có lăng xê lắm còn cá gì đó. Có đỏ hơn tí rồi. Cái lưới này thì luôn được. Luôn lửa ra được. Lưỡi mua săn không tốt bằng cái lưỡi của mình đấy, để chỉ làm ấy. Lưỡi chỉ làm được đấy. Khó quá thôi. Cái lưỡi này mua được lưỡi, mua lưỡi đẹp hay lưỡi chứng đẹp á? Con linh à? Mua con linh à? Trời ơi, hai con đứng vô đó. Bốn thôi, đánh ngay đánh bốn lưỡi, đánh đi sáu lưỡi. Sáu lưỡi nó chết luôn. Bốn chín đâu rốn. Con này được, con này cho là được. Rất chứ. Nóng quá, chạy nó râm luôn. Nhưng mà đã có tí được ra nó được. Nóng quá, tôi bỏ chạy chung ra không. Em này được anh em, con thứ tư. Em thứ tư nha, báo cá nha. báo cá.
chép thứ tư. Yo. Cân này chưa đây, bảo khá này, cân này bảo khá tốt hơn, cân đi vẫn rất xa, rất khó, ăn có bên thôi, cân đi vẫn rất xa thôi. Dọn đồ về thôi. Đây, đây là cá của có 6 con nhưng mà 5 con nó đẹp. Con chập cũng đẹp. Có con của mình bằng con to này. Con của mình bằng con to đẹp này. Cầm về cầm cá về luôn không? Rồi. Bên này mình được 4 con. Này là cũng tương đối là được, con này đẹp, con to được. Không móm, trồng móm. Bốn em chép nha anh em nha. Bốn chép. Bạn này.
nay em ra sớm hơn, được con ăn được. Cái con này ăn được này. Nước ngang quá. Đây chiều qua. Chiều qua với ngày qua. Ngày vừa qua vừa sơ em không? Ngày qua đây được à. Sớm là 200. Chiều về bán túi rồi được 5.3 bán được cũng có 8.6 thôi. Ăn không hết. Ăn đây cháu đánh bữa trước là cháu lúc bà mới cháu thêm con chém nữa. Ừ. Không bằng tâm lý nữa. Về ba con hai chém với một tấm. Về rồng ăn dân từ bữa đi hết cả nó mới đi. Đưa cả que cắm này này. Ừ. Que cắm để che nắng này. Ừ. Vì máy đi đua quăng thì cái nó đèn lâu tay. Hoặc là khi nào nắng che nó đâu được. Che. À, ok về thôi, chọn đâu về. Qua đi về. Con chiều qua con hai cái mấy ạ? Ờ được à.